Ok anh em, hôm nay thì chúng ta sẽ làm về con 12 tay kết hợp với lại con triệu hồi anh em nhé. Thì thử xem là với 12 tay lại chơi kết hợp với con triệu hồi thì nó sẽ như thế nào. Ôi như từ, con triệu hồi mình đâu ý nhở? À đây, lú quá, không nhìn thấy. Để xem nào, đương nhiên là vũ khí triệu hồi vẫn phải là chơi vũ khí triệu hồi rồi. Chơi con triệu hồi là phải chơi vũ khí triệu hồi thôi. Nó chắc là mình sẽ chơi cái vũ khí triệu hồi cam cam hôm nọ mình chơi nhưng mà mình chưa chơi được nhiều lắm. Đây, nó là cái này đi. Slimy Club này đi. Ok. Sẽ là tiếp theo sẽ là chọn item. Mình đang muốn là lấy thêm một củ khoai tâm bầm nữa để cho thành 24 vũ khí. Ừ thì để xem 24 cái vũ khí triệu hồi, nếu như mà mình lấy được đủ 24 cái thì nó sẽ như thế nào. Ok. Chắc là sẽ lấy thêm một cái tăng đam nữa. Cái tăng đam được tốc chạy của quái này được này. Với một cái rơi thêm ở serial nhiều hơn nữa. Đây, cái này được này. Chắc là không cần phải lấy thêm tăng máu ấy gì đâu. Cái này là được rồi. Đây, để xem mà nó triệu hồi nó sẽ đánh đấm như nào nhá anh em nhá. Đấy. Hai con triệu hồi kia. Nhưng mà cảm giác con triệu hồi đánh chậm thế nhỉ? Đánh chậm kiểu gì ấy. Không phê cho lắm nhỉ? Ok, chắc là phải tăng thêm attack speed cho nó thì nó mới ok được. Đam cơ bản thì đang bị âm. Âm thì tí nữa bù sau đi. Tí nữa lấy đam cái thứ bù sau. Bây giờ chắc là bù hơi khó. Đam nguyên tố. Lấy đam nguyên tố được. Ở đây rồi, hai vũ khí triệu hồi luôn. Ngon, cái này giữ lại này. Ok, quay tiếp theo. Từ từ, con này thì nếu như mà cầm càng nhiều vũ khí thì sẽ bị trừ càng nhiều đam. Còn con này thì giáp sẽ không được tăng. Ở đam kỹ sư cũng không được tăng. Đam sư trừ 1%. Coi như là không được tăng giáp với hai con này à? Thế thì nếu như mà chơi hai con này thì phải tập trung vào lên né tránh là nhiều anh em nhé. Phải lên né tránh nhiều đấy. Chứ không thì giáp với tính chất trừ 100% giáp của con summoner kia, nó không cho chơi giáp thì phải bắt buộc chơi né tránh thôi. Phải lấy được né tránh nhiều, càng nhiều càng tốt. Tính ra nó không cho mình lên giáp, mình cũng bị bất lợi đấy. Bởi vì nếu như mà có giáp thì nó sẽ tăng được nhiều cái chỉ số khác lắm. Có giáp thì nó tăng thêm được rất nhiều chỉ số khác. Ở đây thêm được mấy cái vũ khí triệu hồi nữa này, cái này này. Đấy, ok, thêm được hai cái triệu hồi nữa, được phết. Sử dụng tất cả các vũ khí triệu hồi luôn. Sử dụng được 20, mình cầm được 24 vũ khí cơ mà, nên là thoải mái. Chơi tất cả triệu hồi luôn. Mấy con triệu hồi này thì đa phần của nó đều là đam nguyên tố hết thì sao ấy nhỉ? Nếu như là chơi đam nguyên tố hết thì ok đấy. Tập trung vào bộ loại đam để mà lên cũng được. Hình như là con summoner kia còn có tính chất là cộng 33% đam nguyên tố khi mà chúng ta lấy chỉ số thì phải. Đúng không? Nếu như mình nhớ không nhầm thì nó là như thế đấy. 6 máu này, 15% attack speed đánh cho nhanh. Xem map biết ngay, đúng rồi. Đam nguyên tố được tăng 33% rồi, chuẩn nó rồi. Ừ, thế thì tập trung vào chơi đam nguyên tố là hợp lý. Thêm một cái triệu hồi nữa này. Một cái xúc xích này. Nếu như mà chơi đam nguyên tố mà lại có thêm cả xúc xích nữa thì đốt cũng khá là đau ấy. Được đấy, được đấy. Ôi tí nữa nên nhưng mà các bạn thử tưởng tượng xem là cầm full 24 cái vũ khí triệu hồi thì nó sẽ triệu hồi đông như thế nào. Nó phải kinh khủng lắm luôn ấy. Rồi, cứ đánh từ từ thôi. Khi mà mình cầm càng nhiều vũ khí thì đam của mình sẽ hơi bị bé một chút. Nhưng không sao. Nhiều vũ khí mà, cho nên là sẽ kiểu như nào nhỉ? Lấy số lượng bù chất lượng kiểu thế. Còn tí nữa thì đương nhiên là mình vẫn phải tăng đam rồi. Chắc chắn là vẫn phải tăng đam. Không thể nào mà không tăng đam được. Cái này bỏ này. Cái này sẽ roll lấy thêm 9 speed chạy cho nó nhanh hơn chút. Lấy thêm 2 đam nguyên tố. Cái này triệu hồi nữa này, lấy luôn. Công trình kia thì đương nhiên là mình sẽ không lấy rồi, bởi vì đam công trình sẽ không có đâu. Cái này thì không triệu hồi. Cái này có triệu hồi, cái này không triệu hồi. Cái này chỉ là bắn để cộng đam nguyên tố thôi. Trừ đam ngắn. Đây, thêm hai cái triệu hồi nữa này, cái này với lại cái này. Đấy. 12 cái vũ khí triệu hồi rồi. Full vũ khí triệu hồi luôn mà. Lấy mắc đi, lấy mắc vũ khí đi. Cho nó 24 cái đi. Rồi mình sẽ biết là mình bị trừ bao nhiêu đam.
mỗi vũ khí là sẽ bị trừ đi 5% đam. Vậy chi là 24 cái sẽ lại bị trừ đi bao nhiêu? 120% đam à? Ai chà chà chà, bù được 120% đam cơ bản là nó cũng là một cái gì đó thử thách đấy nhá. Nếu mà muốn bù nhanh thì chỉ có cái cách là bù theo cái kiểu là tăng giáp, xong bắt đầu lấy item chuyển đổi giáp thành đam luôn. Nhưng mà con này lại không được chơi giáp, cho nên là đang hơi khoai đấy. Đang hơi khoai, cái này chắc là roll lấy 12% đam này để cho nó bù lại đam lại đi đã. 3 đam nguyên tố này, cái này một cái triệu hồi này, 3 đam nguyên tố này. Cái này thì còn vật giáp thành máu, nhưng mà giáp con này con này có chơi, cho chơi giáp đâu. Ồ trời, thêm một cái triệu hồi nữa này, thêm một cái triệu hồi, thêm cái này, cái triệu hồi này nữa này. Ok, khá là nhiều triệu hồi rồi đấy. Nhưng mà có vũ khí nào nó có thể triệu hồi ra được thì mình cũng lấy gần hết rồi. Em nhìn cái quân binh đoàn triệu hồi của mình này, đông vãi trưởng ra. Này tí nữa mà nó ra thêm một cái củ khoai tây một mầm nữa thì mình triệu hồi cho thì thôi luôn. Kinh khủng luôn ấy, triệu hồi kín cả cái map này luôn, đông hơn quái luôn. Rồi cuối 6 chuẩn bị bù đam đi là vừa đúng không, bù đam dần dần đi là vừa. Cái này thì không lấy thì đương nhiên là không lấy rồi. Âm 65% đam cả, 12 vết tinh thì lấy này, 5 hồi máu này, 3 đam nguyên tố này. Lấy cái này còn được cộng cả đam dài nữa này, cả đống đam dài luôn. Lấy cái này này, nhưng mà đam dài thì mình lại đang không có một cái vũ khí nào chơi đam dài cả. Có cái này thì có thể gây đam dài attack. Cái con snake này thì có liên quan đam dài này, còn mấy cái khác thì toàn đam cơ bản với đam nguyên tố. Nhưng mà thôi kệ, lấy cũng được, lấy được không sao cả. Roll tiếp phát nữa, roll tiếp phát nữa, một cái triệu hồi này. Cái này thì cộng 10 lắc trừ 1 đam nguyên tố được, trừ 1 đam nguyên tố không sao đâu mà. Rồi lấy cái này, hai cái này lóc lại thì lấy sau. 17 47 máu men. Trận này là không lấy một cái item nào để mà tăng giáp hay là tăng máu gì cả. Mà kể cả lấy cái tăng giáp thì nó không tăng được, chỉ có lấy cái tăng máu thì nó có thể tăng được thôi. Nhưng mà mình không lấy, mình lấy một cái củ khoai tây một mầm này, một cái tăng kinh nghiệm 100% này, với một cái tăng tăng material drop thôi. Còn lại là không lấy thêm bất cứ một cái item nào có thể tăng máu cả. Nên là anh em nhìn thấy này, máu của mình đang hơi bị ít. Chứ bình thường mà lấy cái củ cái dạ dày ấy, lấy cái dạ dày để tăng máu khi nhặt quả ấy, thì đương nhiên là bây giờ máu của mình sẽ nhiều hơn như này nhiều. Nhưng mà trận này mình không lấy. Cái này thì mình lấy xem nào, chắc là 12% đam đi, 12% đam. Cái này lấy thêm 10 attack speed. Đây, lấy thêm cái này và cái này. Đấy, được rồi. 2 đam, cái này chứ 2 tinh, lấy cái này trước. Thêm một cái này 20 rain. Giờ chắc là mình chỉ lấy cái gì liên quan đến triệu hồi thôi, kiểu đam triệu hồi. Ô, cái này cũng là gậy triệu hồi này. Thế combine một cái vào. À không cần combine, đã mắc vũ khí đâu mà cần combine. Phải full hết tất cả mấy cái vũ khí triệu hồi đã. Ở đây thì xem nào, có cái con nhiều mắt. Cái con nhiều mắt kia là của cái vũ khí mà nó có cái vòng tím tím ở trên đầu này. Mấy quả trứng kia thì nó là cái gậy mà kiểu buộc dây đỏ đỏ này. Con chó xanh xanh kia thì là của cái gậy xanh xanh này. Còn cái con cam cam lưỡi cưa kia thì là của cái vũ khí lúc đầu game mình lấy này, cái vũ khí cam cam này. Còn cái gì nữa nhỉ? Còn mấy cái con mà kiểu con hải tặc mà cầm cái gì kìa. Đấy thì nó là của cái vũ khí mà có hình đầu lâu này. Còn cái gì nữa không nhỉ? Còn cái con mà nổ. Cái con nổ kia là của cái vũ khí nào ấy nhỉ? Cái này lấy cho vui, cái này lấy được. 8 cho 5 hồi máu đi.
cái con nổ nổ đấy là của cái vũ khí này thì phải. Đúng rồi, cái này. Còn con rắn thì là của cái này rồi. Ok. Rô phát nữa nhở. Cái này thì ok, lấy thêm được cái này. Tăng speed mỗi quay. Lấy thêm cái này. Cái này lấy được. Đang nguyên tố cái này tí lấy này. Cái này tí lấy này. Ok. Quay tiếp theo, quay 9. Chưa mắc vũ khí đúng không? Chưa mắc, tí nữa. Tí nữa mà lấy nó mà hên xui, nó mà ra thêm được củ khoai tây bột mầm nữa thì thôi, các bạn tưởng tượng là đang mắc được khoảng 24 cái rồi, ra thêm được củ khoai tây mầm nữa thành 48 cái. Úi giời ơi, xung quanh là toàn ý triệu hồi luôn. Quá nhiều triệu hồi luôn. Rồi, ok. Cây. Đam thì không to lắm đâu, nhưng mà đánh được, đủ đam để đánh. Mà cũng đông nữa, cho nên thoải mái. Rồi, ok. Cái này thì đam từ máu à, lấy được 15 lắc này, hút máu này. Chắc là lấy 15 lắc đi. Cái này roll để lấy 20% attack speed. Cái này thì đương nhiên là mình sẽ phải lấy xem là cố roll 12 dam đi. 12 dam. Đâu? 12 dam đâu? À đây 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 đây. Tưởng nó lại không ra được 12 dam thì thôi. Chắc là sẽ mua thêm mua thêm một cái này này. Mua thêm một cái này này. Xem là mua thêm một cái gì. Cái này được này. Cái đấy lấy tốt luôn đấy. Cái này ngon này. Roll tiếp phát nữa này. Đã. Cái này thêm một cái này đi. Rồi roll một phát nữa nào. Đam may mắn này, ngon. Có được đam may mắn ngon đấy. Thêm một cái, giữ lại cái triệu hồi này. Rồi, vào quay 10. Quay 10. Đông nhờ, công nhận đông thật. Đông dã man và tàn bạo luôn đấy. Chính vì nó đông nên là cái khả năng mà clear quái nó cũng được đảm bảo hơn so với việc là ít cái triệu hồi hơn. Bởi vì đông như thế này thì đương nhiên là cái đam của nó hoặc dù không to nhưng mà đông nên là clear nó vẫn ổn. Đam anh em nhìn có mười mấy rồi, cùng lắm là 6-8 đam thì phải, nếu như có chí mạng vào. Nhưng không nghĩ làm gì có chí mạng đâu, mình ít chí mạng mà. Đông cả liên quá rất là thích. Đúng kiểu lấy số lượng, đập số lượng luôn đấy. Quái đông thì mình cũng phải đông luôn đấy. Giờ mà hên xui ra được thêm củ khoai tây mầm nữa thì thôi tuyệt vời. Vừa nói xong vừa bảo là giờ mà ra thêm được củ khoai tây mầm nữa thì tuyệt vời, nó ra luôn. Ảo thật ý. Ảo thật, không biết nói gì luôn này. Cái này lấy được. Thề luôn, vừa dứt khỏi mồm bảo là giờ ra thêm một củ khoai tây mầm nữa thì tuyệt vời. Nó ra luôn. Thề. Không hiểu cái kiểu gì luôn, lấy được cái này này. Cái này lấy được này. Ảo thật, phải công nhận ảo thật. Vừa nói dứt khỏi mồm xong nó ra luôn. Điều dã man ạ. Không biết nói gì hơn nữa. Sai nổ nhiều quá, nhiều cây hơn. Cái này triệu hồi ok. Rồi, quay tiếp theo, quay 11. Ảo thật, úi xồi ôi. Bây giờ thì anh em nhìn này. Anh em nhìn cái đống triệu hồi của mình này. Ô, pha vừa rồi lại không phải là hòm đỏ nữa chứ. Nó chỉ là ấy thôi. Nó chỉ là hòm bình thường thôi mà. Tại sao lại có thể ra được quả khoai tây mầm như thế nhở? Ảo thật, không đỡ được. Ê ôi, nói một phát nó cho luôn mà. Buồn cười dã man đấy. Không hiểu kiểu gì. Ôi mất nhiều máu thế. Tự nhiên mất nhiều máu thế nhở. Cơ bản là không có giáp cho nên là đánh quái nó mà lao vào là coi như mà mình sẽ bị chịu rất là nhiều máu luôn. Không trách được.
chúng mày đông. May mà không chết đấy. Nên bỏ này. Đam may mắn à? Ủa sao cái đam may mắn này, cái này có một đam vậy? À đam bị âm nhiều, đam bị âm nhiều đam quá. Ừ, đam bị âm khá nhiều đam bởi vì do là mình lấy thêm cái kia nó tăng số lượng vũ khí lên nên đam bị âm nhiều quá. Đam đang bị âm quá nhiều luôn. Thế được này. Cộng 18 speed quái, tăng thêm cái này đấy được đấy. Roll tiếp phát nữa. Cái này cộng 5 giáp. Không, mấy cái này không lấy được. Cái này thêm một cái triệu hồi nữa. Còn 3 cái này vào. Lấy thêm một cái triệu hồi này nữa này. Đam nguyên tố này. Nhưng mà lấy thêm được một cái triệu hồi nữa thì lấy thêm một cái củ khoai tôm mầm thì anh em nhìn thấy là cái lượng đam của mình gây ra nó bị giảm đi khá là nhiều. Bởi vì đam 24 mà nhân cho 5 là bao nhiêu? Là ba, mỗi một vũ khí là sẽ bị trừ từng đấy đam đấy. Là rất là nhiều đam rồi mà vừa nãy mình đã bù gần hết cái lượng đam lúc đầu mình trừ đi rồi. Mà bây giờ mình lấy thêm củ khoai tây mầm nữa là nó lại x đôi thêm cái số lượng đam cần phải bù nữa. Đấy, bây giờ chắc là nếu như mà lên level ấy các thứ thì phải tập trung vào lấy đam để bù lại đam bị âm thôi. Ui mà con đông thật, đông dã man ấy. Nó đông một cách kinh khủng, tàn bạo như này thì đỡ sao nổi. Đánh được có ba mấy đam thôi nhưng mà nó đông như này thì quái nó cũng phải chịu thôi chứ còn đỡ làm sao được. Số lượng bù chất lượng ấy, người ta gọi là đông như quân Nguyên Mông anh em ạ. Đấy, đấy, đi đến đâu là quả giáp hết đấy. Tăng thêm máu từ material trừ 5 speed. Thực ra là lấy cái này thì mình có nhiều material cũng được ít máu nữa. Nhưng mà trừ 5 speed, nhưng mà kiểu gì tí nữa material mình cũng tiêu hết mà. Nên là thôi không lấy. Tăng thêm speed. Cái này thực ra tăng thêm speed trừ 2 đam nguyên tố à. Thôi lấy đi. Cái này bỏ này. Cái này thì mình sẽ roll xem mà lấy được đam nguyên tố thì lấy. Ở đây 4 đam nguyên tố này thơm. 12 hai vết tinh. Một gậy triệu hồi kiểu này à. Thế thì cầm 3 cái này vào, lấy cái này. Cầm 3 cái này vào, lấy cái này. Hai cái triệu hồi tím luôn ạ. À. Ngon. Một cái này cũng được này. Nắm đấm lửa đỏ luôn. Trừ 25 máu tăng 75% đam. Thơm. Lấy để bù luôn. Mặc dù là bị trừ đi 25% máu ấy, nhưng mà thôi phải bù thôi. Chứ không là không có đam. Cái này ok. Quay tiếp theo. Đấy, bây giờ thì đam cái con vừa nãy. Mình bù được 75 đam rồi. Nhưng mà máu thì bị trừ đi 25 máu. Căng á. Trận này không có nhiều máu. Bởi vì cũng không, lúc đầu game mình cũng không lấy cái củ khoai tây mầm. À nhầm, không lấy cái dạ dày để nhặt quả tăng máu, cho nên máu nó cũng hơi hạn chế. Không sao kệ đi. Số lượng quân của mình thì nó cũng đông. Nhưng mà cờ lê quá của nó cũng tốt. Nhưng mà quá nó khó tiếp cận được mình ấy. Cái con này mà chỉ để cho quái nó tiếp cận thì nó gây đam đau lắm. Bởi vì mình cũng không có giáp mà. Và bình thường thì mình rất là thích chơi giáp. Bởi vì giáp thì nó sẽ giúp mình chịu đam được nhiều hơn. Nhiều lần chịu đam hơn. Bởi vì đam mình nhận nó sẽ ít hơn. Và thông qua cái giáp thì mình có thể tăng thêm được nhiều chỉ số thông qua cái giáp đấy. Ví dụ tăng thêm được attack speed, tăng được đam hoặc là máu ấy, hoặc là có thể né tránh được. Nói chung là cái giáp nó có nhiều cách để lên thêm chỉ số nữa. Còn cái này bỏ. Cái này tăng 6 hồi máu trừ 500 đam. 6 hồi máu nó cũng là một cái gì đó đấy. Ok. 8 đam ngắn. Thôi đấy, 10 lắc nữa đi. Cái này 40% kinh nghiệm à. Knockback này, hút máu này, attack speed. Thêm được một cái triệu hồi tím nữa này. Rồi, thêm một cái triệu hồi tím nữa. Này lấy 3 máu này. Tăng đam dài à? Không, mình có chơi đam dài đâu. Một cái triệu hồi này. Giờ cứ có nào mà triệu hồi thì lấy thôi. Rồi, vào quay tiếp theo, quay 14.
đông vãi trưởng ạ. Đông một cách kinh khủng ấy. Đồng thế, đồng kinh khủng luôn ạ, đồng cách không đỡ luôn ý. Giờ mà tí nữa mà chỉ nói thôi nhá, chỉ nói thôi, hên xui mà ra thêm được một củ khoai thôi mà vẫn không biết có nên lấy không nhỉ. Lấy là lại bị trừ thêm một đống đam nữa đấy, nên là cũng phải cân nhắc cái trước khi lấy đấy. 800 đam này, cái này chắc phải roll để lấy 1600 đam thôi. Đây 1600 đam này, còn 3300 đam này, bù nốt. Thêm một gậy triệu hồi tím nữa. Cái gậy này gậy rắn. Được, rắn được. Ô, tăng đam từ attack speed này. À nhầm, tăng đam từ speed này. Ngon. Hết, gần hết âm đam luôn kìa. Thơm thịt luôn, được. Xong quay này là khả năng là hết bị âm đam luôn. Úi dồi, elite. Từ từ con elite. Ui, mất máu. Đau quá. Con elite. Chết con elite chưa? Con elite chết chưa nhỉ? Ồ, chết luôn này. Chết nhanh dữ nhỉ. Trời ơi. Ấy, bù lại cái đam phát, anh em nhìn thấy đam không? Lên 100 đam luôn kìa, đánh ngon ngay. Đông như này chỉ cần 100 đam thôi. 100 đam hơn 100 đam rồi, tiêu diệt quái cái thứ nó đơn giản hơn rồi. Trong bên trường tiếng đàn tôi buồn. Ủa, 1000 một chơi rồi cả. Nhiều vậy. Mình chỉ lấy có thêm một cái item mà rơi thêm một serial thôi mà. Nhiều phết nhỉ. Tăng thêm chí mạng ngon. Này trừ 2 máu tăng thêm 700 đam lấy được. Cái này trừ speed, trừ giáp. Cái này nó mà chỉ trừ giáp thôi thì mình lấy ngay ấy. Nhưng mà trừ speed thì nó lại liên quan cả đam nữa, mình không lấy. Bỏ đi. 6 đam ngắn lấy chứ. Cái này bỏ. Cái này chắc là 12 máu rồi đương nhiên rồi. Cái này roll cho nào. 15% attack speed được. Thêm một cái triệu hồi nữa, ok. Roll một phát sao nào. Trừ 10 rain. Tăng thêm đốt một đốt. Được, mình có xúc xích mà. Cái này tăng thêm đam, tăng thêm hút máu này. Tăng thêm chí mạng thử material. Tăng cái này thêm một cái cây. Cầm 3 cái này vào, mua thêm cái này. Ok, quay 16 này. Đồng thế. Ôi, đồng thực sự đấy. Đồng kinh khủng luôn ạ. Không đỡ được luôn ấy. Nó đồng. Nhìn nó đồng thế. Đồng điên người luôn ấy. Úi xổi. Nó triệu hồi đồng như thế này. Sao mà đỡ nổi đây. Chịu luôn. Ôi lại hơn 1000 một chơi rồi này. Hồi một chơi rồi nhanh thế. Ờ bây giờ hết âm đam rồi mình thì còn có thể nổ cái đam may mắn được ấy chứ. Đam này còn đa dạng hơn. Đam xúc xích bây giờ không có rồi. Rồi còn đánh chí mạng liên tục nữa cơ. Bởi vì material của mình đang nhiều. Mình thì có cái tăng material theo chí mạng nữa. À nhầm, tăng chí mạng theo material. Cái này lấy được này. Cái này bỏ. Cái này lấy thêm được 3 hút máu. Cộng lắc từ chí mạng trừ giáp. Chơi luôn. Cái roll thôi. Cái này thì thêm được một cái này. Cái này thì sẽ chịu 2 đam mỗi giây. Cộng 15 speed. Cộng 50% attack speed. Được. Bù được. Cái này thêm là cái này. Tăng 2Z. Tăng 3 đam nguyên tố đi. Ok. Chắc là vào wave tiếp theo luôn. Wave 17.
Trừ 2 đam mỗi giây à? Không sao, mình hút máu được kịp mà. Hút máu được kịp, anh em yên tâm, hút máu kịp, hút máu kịp. Không việc gì phải lo, mình có hút máu nhiều mà. Ôi ôi, nhìn cái đống triệu hồi của mình kìa. Ác ôn vùng nông thôn thật đấy. Toàn quân của mình thôi. Ghê vãi, đông vãi. Giờ thêm một củ khoai tây ngòm nữa thì nó mới gọi là kinh khủng nữa này. Nhưng mà thêm một củ khoai tây ngòm nữa thì đương nhiên đam nó bị giảm tương đối nhiều. Lúc đấy là bây giờ mình đang sở hữu là 24 vũ khí ạ, à đâu 48 chứ. Bây giờ vũ khí của mình đang là 48 rồi, mà thêm một củ khoai tây ngòm nữa thì tức là sẽ thành bao nhiêu? 48 x 2 70 à đâu 82 à? À đâu nhầm. 48 x 2 80 bao nhiêu nhỉ? Lú thế. Từ. Cái này có đang công trình. Cái này bỏ. Cái này lấy thêm 3 hút máu nữa. Ừ, bây giờ là 48 vũ khí. 48 vũ khí mà nhân 2 lên 80, 96 à? À, wow. 96 vũ khí là bị trừ đi cả đống đam luôn ấy. Không đỡ được nổi luôn ấy. Cái này thêm combine, thêm bên này. Thêm 15 máu, thêm 8% attack speed là thêm được 8 đam nữa. Cái này thì sẽ trừ 25% đam, nhưng mà sẽ được cộng tăng thêm khá là nhiều máu. Tăng thêm khá là nhiều máu đấy. Ok, lấy cái này thêm được, mặc dù được trừ 25% đam. Ok. Không sao cả, không sao cả. Tí nữa mình sẽ bù thêm đam sau. Lấy cái đấy thì mình sẽ được đánh quái để có thể tăng thêm được máu. Cũng được. Tăng thêm cả đống máu là ngon đấy. Đấy, anh em nhìn máu tăng kìa. Máu tăng khá nhiều luôn. Đam bây giờ thì cũng ổn mà. Không to lắm mà mình đông, cho nên là mình bù được cái lượng đam không to của mình. Xung quanh mình thì còn có mấy cái con nó bay lượn kiểu kia nữa thì quá là áp sát cho nổi. Chà, mình 8 máu kìa. Chắc phải lên 110 máu chứ nhỉ? Phải lên 110 máu chứ nhỉ? Đúng không? Vẫn giữ 108 máu, 109 máu rồi. À, lên level. Rồi, xem hòm đỏ cho gì nào. Ô, cái hòm đỏ này thì sẽ convert material của mình thành marketing. Ngon, cũng được luôn. Bỏ cái này đi, 40% đam nguyên tố nhưng mà bắt đầu trận đấu chỉ với một máu thôi. Bỏ đi, chắc chắn là không lấy được rồi. Cái này thì tăng harvesting từ speed. Lấy được. Cái này bỏ. Cái này thì mình lấy 16% đam. Cái này lấy mình đang muốn lấy tốc chạy. 6 speed. Được, đây, lấy cái này bù này. 5 giáp không? Lấy làm gì giáp? Đấy, thêm một cái triệu hồi này, đam cho minion này, 20 né tránh. Cái này trời đam ngắn và đam nguyên tố, tăng thêm né tránh. Được. Cái này nữa. Rồi, vào quay tiếp theo, quay 19. Đồng đấy, nói chung là đông đấy. Đông vãi trưởng luôn ấy. Ấy, đồng này đánh quái phê. Ước mà tầm nhặt xa phết nhá. Không hiểu sao tầm nhặt xa phết nhá. Pick up range xa phết này. Nhặt được material ở đâu nó hút về ấy. 116 máu rồi này. Trăm 22 máu này. 200 đam. Ngon tê nhở, đam ổn phết. Này thêm 9 mạng nữa là kinh khủng lắm đấy. Đam nặng to lắm đấy. Ui, lắm quả thế nhở. Lắm quả này mà có dạ dày thì nó nhặt cho thì thôi. Phê có biết. 2.300 kìa. Cái này bỏ này. Cái này thêm một tí hút máu. Cái này càng đông quá ấy thì sẽ đánh càng nhanh. Trừ giáp lấy được luôn. Này bỏ. Cái này ngon này. Cái này lấy thêm 9 tránh này này. Rô một phát nào.
12 máu này. Cái súng này mình chưa chơi đúng không? Hôm nay thử chơi với cái súng này xem nào. Đúng không? Hôm nay thử chơi với cái súng đấy, tăng lắc này. Cái này đam kỹ sư à. Thêm một cái triệu hồi này nữa này, thêm một cái này này. Ôn nuclear kìa. Nuclear launcher này. Chẳng lẽ lại dùng thêm một cái nuclear launcher nữa thì nó lại bá quá nhỉ? Dùng thêm một cái nuclear launcher đi. Biết là nó sẽ bá rồi nhưng mà em thôi kệ, cứ dùng. Đam may mắn rồi, ôi đam may mắn cũng to, cái này đam to, cái này đam to. Ôi thêm một khẩu nuclear launcher nữa này, ôi bá quá, bá quá. Thế thì nó lại bị bá quá đấy. Ờ gây 20 elite. Hay là vào elite thử một tí nhỉ? Thử vào elite tí xem như thế nào nhỉ? Đánh thử lên gây 30 xem như nào. Ui mất nhiều máu á. Mất nhiều máu á. Lúc đầu trận đấu mình chỉ có 4, mình chỉ có 60% máu thôi. Phân là quái lao vào phát đấy mất thêm đống máu nữa nên là mất nhiều máu á. Ui đam này đánh được elite không nhỉ? Mình đang thử vào chế độ elite thử xem đánh không đây này. Nói chung là mình đông triệu hồi lắm, mình đông con đệ lắm, mấy con đệ triệu hồi đông lắm, lắm mà chưa rồi nữa kìa. Ôi mà không biết là vào elite thì có bị trừ đi 10% HP tinh không? Hình như là 20% thì phải. Giờ nó mới cập nhật lại cái đấy rồi, trừ một máu mỗi quay, cộng 2 speed, cộng 8 lock và cộng 15 brain mỗi quay. Cái này lấy được đấy, cái này được. Em bỏ, cái nhiều cây ok. Em bỏ này, bỏ này, bỏ này. Cái này roll xem nào, 6 speed à, được. Thêm một cái này, thêm một cái này. Cầm thêm một khẩu nuclear nữa đi. Đấy. Đánh thế cho nó kinh khủng hẳn này. Cái này lấy được này. Rồi, thêm đam cho minion này. Ok, à hình như mấy con triệu hồi là sẽ được gọi là minion đúng không? Hình như thế. Minion. Hai khẩu nuclear launcher kia không phải để trưng đâu các bạn ạ. Bắn mặc dù là chỉ 0.7 giây bắn một phát thôi nhưng mà nó bắn đam to, nhất là đam to này. Thứ hai là tầm nổ nó lớn, và lưa quái cực kỳ kinh khủng đấy. Quay 21 này, thử chơi đến quay 30 đi. Lâu lắm rồi không ngồi đến quay 30 để xem mình đến quay 30 sẽ như thế nào. Là lời trong đêm trường. Trời ơi, làm sao lắm hòm xanh thế nhở. Ủa cái này mà có cái tăng cấp vũ khí nữa thì có phải là vũ khí của mình nó sẽ được tăng cấp nhiều hơn không? Cái bỏ này. Ô cái vừa xong nó là trừ giáp à? Cái đấy lấy được ấy chứ. Cái đấy như lấy được đấy. Ủa cái này lấy được này. Roll. Cái nào mà trừ giáp đi là mình nên lấy. Chân đam. Ui đồng hồ Nullifier này thơm thế nhở. Ờ cái này thì còn vợt đam kỹ sư của mình thành hồi máu. Nhưng mà đam kỹ sư mình đang bị âm nên lấy không ăn thua lắm. Không có nữa mà chuyển hóa năng 5 lắc mỗi quay này. Thêm một khẩu nuclear nữa này. Có lấy thêm một khẩu nuclear nữa cho nó kinh khủng không. Thêm luôn. Thêm quái, thêm cây này. Đam nổ này. Này hai tinh giáp. Cái này là sẽ cộng sai nổ và đam nổ. Thôi không cần. Kinh nghiệm trừ máu 15 kỹ sư. Hoặc không lấy. Vào quay 22. Ui dồi elite. Elite của quay 22 này các bạn này. Mình vẫn dã tốt luôn. Vẫn chết như thường. Vẫn chết như dạ luôn. Sao mà đỡ nổi. Này thử lên quay 30 đánh 3 con boss à, 2 con boss với lại một con elite thì xem như nào thôi. Bây giờ nếu mà nó ra được cho mình được thêm cái tăng cấp vũ khí nữa thì mấy cái vũ khí của mình lên cấp đỏ hết ấy thì ngon. Cực kỳ tuyệt vời.
Rồi xong wave 2 này. Trời ơi wave 2. Ô hình như, nhưng mà hình như mình để ý là cái hai vết tinh của mình nó cũng không bị trừ đi sao ấy. Được phết. 15 máu 8 cái này lấy được này. Cái này quá máu thì không lấy đâu. Này bỏ này, mày bỏ này, này bỏ này. Cái này 12 né tránh này. Ui mình full né tránh rồi à? Mắc né tránh rồi kìa. Ui tăng thêm attack speed từ giáp. Ui có cái này có nhiều giáp phải ngon không? Rất tiếc là mình thì không có giáp. À, chà. Tiếc nhở. Không có giáp. 15 trăm đam 3 giáp. Không 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 không. Đây lại cái tăng né tránh từ giáp nữa này. Rất tiếc là không có một cái giáp nào ở trên người để mà lấy mấy cái đấy chứ. Lấy đấy thì ngon quá rồi. Cái này lấy được này. Thêm này cho nó triệu hồi đi. Thêm này nốt đi. Ok. Way 23. Ui chạy nhanh thế. À ừ đúng rồi. Mình mới lấy thêm cái item mà càng càng gì nhỉ? Càng chịu đam thì mình sẽ càng được tăng speed. Ô thế nếu như mà càng tăng speed thì đương nhiên là đam của mình sẽ càng to đúng không? Trừ 20% đam cộng 2 lắc cho mỗi trừ 5% đam. Ủa? Sao nó đáng ra là trừ 5% đam cộng 2 lắc cho mỗi trừ 5% đam thì mình đam của mình đang dương thì nó phải trừ đi chứ nhỉ? Thôi, này sợ lỗi lắm. Cái này thì cộng 200% attack speed và 5000 rain. Ok, được. Ôi nhưng mà nếu mà cộng 5000 rain thì không biết là mấy cái vũ khí nó sẽ cái kiểu gì nhỉ? Thêm một slot vũ khí này. 50 attack speed này. Đang nguyên tố này. Thêm một cái từ từ. Kiếm cái triệu hồi đi. Đang chơi triệu hồi, chơi full triệu hồi đi. Ồ, cái này tăng thêm attack speed và speed này. À đâu cái tăng thêm tốc chạy chứ. Lấy thêm cái 5000 rain kia thì không biết nó sẽ như thế nào nhỉ. Cái này là vũ khí đúng không? Cái này vũ khí như nào mà nhìn lạ vậy. Ui đam này 164 x 2. Bắn nhanh thế. Đam 245% đam dài. Ui cái này thì chơi tới kiểu âm máu à. Wow. Chơi thì có âm máu thì chịu rồi. Cho lấy được này. Lấy được này. Này thì tăng thêm giáp à. Tăng thêm giáp từ đam nguyên tố nhưng mà rất tiếc là không tăng được. Ok. Thử xem nào 5000 rain như nào nào. Ui dồi ôi. Ném vũ khí đi à. Ui dồi nó bắn kìa. Ui dồi ôi. Lấy xong cái item. Lấy xong cái item 5000 rain này. Đúng kiểu ném vũ khí đi luôn ấy. Ui dồi ôi. Điêu thật. Vũ khí bay về xong rồi bay đi luôn. Mất tích luôn ấy. May quá mình lấy thêm được mấy cái khẩu Nuclear Launcher. Nó bổ trợ được cái việc bắn gần bắn xa. Chứ không thì cầm tất mấy cái vũ khí đánh gần thì chắc là chết luôn quá. Ngon. 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 Mà giờ cũng không cần phải đi nhặt tiền cơ. Bởi vì mình có cái hút material rồi. Nên là không cần phải đi nhặt material luôn. Cứ đứng im mà được. Cũng nhàn. Giờ chơi dễ rồi. Đam thì đương nhiên là cực kỳ to luôn. Ui sao mà lag thế. Ui lag, ui lag, ui lag, 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 lag kinh khủng luôn. Nó đông nó lag kinh khủng luôn anh em ạ. Sợ thật, nhiều cây cũng còn nhiều hòm nữa chứ. Này lấy được đấy, à, nhưng mà trừ 10 trong quái cả. Bỏ đi. Lắm hòm như thế này mà không ra được cái gì nhân hồn à. Lấy được này.
này 1600 đam nữa này. Cái này thì cộng đam kỹ sư từ đam nguyên tố này. Ui. 80% trừ đi 80% mà vẫn còn âm 3 ạ. Mấy trưởng. Cái này ra mấy lần thì không lấy được, cú thế. Ôi 40% material drop nữa này. Siêu nhiều material à? Được của nó đấy, được của nó đấy. Thêm một cái triệu hồi nữa. Đam may mắn này. Thêm hai vết tinh khi chịu đam này. Đam nổ này. Cái này trừ 65% đam nhưng mà thêm x2 vũ khí này. X2 số lượng vũ khí lên á. À, cái này để quên 30 đi. Cái để quên 30 xem như nào. Chứ bây giờ mà cầm vào trừ 65% đam. Ừ, elite à? Có elite à? Ủa, elite đi luôn rồi còn đâu. Úi trời anh em nhìn kìa. À trời. Nhìn kìa, ui nó đông kinh khủng luôn. Tí nữa người lấy thử cái hồ nước kia x2 số lượng vũ khí. Nhưng mà x2 số lượng vũ khí lên thì nó có bị trừ đam nữa không? Nó mà bị trừ đam nữa thì đam nó sẽ bị giảm rất nhiều ấy. Mà cái ao hồ đấy nó còn bị trừ 65% đam rồi. Thế thì bây giờ mình phải tăng thêm đam nhiều ấy. Bây giờ đam của mình đang còn là 300 bao nhiêu ấy. Tính theo chỉ số trên bảng chỉ số nha anh em nhá. Chứ còn đam mà trong trận đấu này thì không nói. Đam trận đấu này thì đam to lắm. Tính là chí mạng cái thứ vào thì nghìn mấy. Ui trời anh em nhìn cái dòng level vẫn chạy liên tục như kia thì khả năng vẫn nhiều mà siêu đồ phết đấy. Vừa nãy còn ra thêm cái tăng thêm 40% mà siêu đồ drop nữa. Ngon. Rồi xong. Ui trời dãy hòm này. À cha. Dãy hòm này ngồi chọn mắc mệt đấy. Đậm sai. Cái này được này. Được này. Cái này không. Trừ đam cơ bản nhiều quá. 4-5 brain nữa thôi. Tầm này brain rủng cái gì. Ờ thôi lấy đi. Lấy cái này luôn đi. Để biết xem mà nó sẽ trừ được của mình như bao nhiêu đam. Để mình có biết mình bù đúng không. Đam này. Triệu hồi đỏ này. Ui tăng thêm được cái bình máu. Cái bình máu này được ngon. Này đam đốt này. Trừ 20 speed mà tăng 35% đam. Được, lấy được. Thêm được cái này nữa. 3.700 tiền. Cái này tăng thêm 10 đam ngắn. Ui cái này được này. Thoải mái luôn. Thêm cái này đi. Burn 500 đam đốt. Một công trình. Đây là công trình có đam rồi này. Bây giờ mới thấy công trình nó có đam. Rồi, vào quê 26 anh em ơi. 26 thôi. Ok, quê 26 này. Ui ôi. Từ nhưng mà xem đam đâu. Ô đam mà không bị âm nữa chứ. Đam vẫn to 2008 như này thoải mái. Úp trời ơi, bao nhiêu vũ khí nhỉ? 49 mà nhân với 2 bởi vì cái ao hồ kia nó sẽ không tính vào cái số lượng vũ khí thực sự đâu. 49 mà nhân 2 là 98 vũ khí rồi. Ôi trời ơi, 98 vũ khí luôn ạ. 98 vũ khí mà trong đó phải có đến 90 vũ khí là có thể triệu hồi được. Bởi vì mình có 3 khẩu súng nuclear launcher là không triệu hồi nhá. Thì nhân đôi nó lên là 6. Ồ thôi 92 đấy. 92 vũ khí có thể triệu hồi được ạ. Ui đồng lạc. Lạc thế. Lạc kinh khủng luôn ạ. Sao nó lạc thế nhở? Bởi vì nó đông quá à. Quái đông mà mình cũng đông à. Nhưng mà mình không mất máu nhá. Quái như còn không tiếp cận được mình cơ. Ôi trời. Ui ôi ui lag. Này không biết là đến được wave 30 không thì còn những 4 wave nữa mình tới wave 30 cơ. Cái lag này thì nó bị căng để mà đến được wave 30 đấy. Ui trời ơi này lag quá em ơi. Lag này đến cuối 30 hơi lâu ấy. Tôi cố ngồi thêm 4 quay nữa đi. Để xem như nào. Chứ đến cuối 30 là lâu lắm. Bởi vì nó lag này thì mỗi một quay mặc dù là có 1 phút ấy nhưng mà nó mà lag như này thì mỗi một quay chắc là phải nó phải rời khoảng 1 phút rưỡi. Cái
này, cái này thêm 12 speed, thêm một gậy triệu hồi tím, thêm một cái này. À, chà. Một cái này. Cái này thì tăng thêm đam nguyên tố từ attack speed. Úi trời ơi, 228 đam nguyên tố. À, chà. Nhiều đam nguyên tố kinh khủng luôn. Nào, vào thêm V27 nào. Xem nó lag. V27 thì có elite. V27 có elite. Elite thì elite nhưng mà nó vẫn lag. Đông quá nên là lag ngay. Đi V30. Mình trước. Các bạn có nhớ ngày xưa là có một cái mod, nó có cái mà item dừng chế độ elite ấy. Kết thúc chế độ elite, kết thúc trận đấu ấy, là nó nằm trong mod nào nhỉ? Mình không nhớ là cái item đấy nó nằm trong mod nào nữa. Nếu như mà chơi elite như này thì cần cái item đấy đấy. Bởi vì cái lúc nào mà mình muốn dừng trận đấu thì mình ra được cái item đấy là mình dừng, thì đỡ phải out trận đấu ra. Chứ mà out trận đấu thì nó lúc nó bị lỗi. Không nhớ được cái item đấy nó nằm trong mod nào, anh em có nhớ không? Mình không nhớ. Anh em nào nhớ thì có thể để lại một comment ở xuống bình luận để cho mình biết nhá. Cài để hôm nào mà chơi kiểu ngồi mà elite ý, thì lúc nào muốn dừng trận đấu thì lấy ra được cái item đấy thì mình lấy luôn để nó dừng cái trận đấu lại. Chứ không là cái chế độ vô tận này nó cứ vô tận thôi đấy. Không dừng được đâu trừ khi mình thoát game. Ôi trời ơi. Khủng khiếp. Không đỡ được luôn đấy. Cái này nó lag chắc là cũng một phần là do cái 5000 range với 5200 attack speed. Nhưng mà cái đấy mình ấy không bán đi được, bởi vì cái mod bán item hình như đã bị lỗi nên nó không bán đi được. Ui trời ơi, rồi ok xong V27. Ok. V27 xong, mấy cái này chắc là bỏ thôi nhỉ. Ôi cộng đam từ lắc. Trừ 10 đam kỹ sư. Trừ 10 đam kỹ sư là chỉ còn trừ 2 thôi. Cộng thôi không cần lấy thêm đam. Không cần phải quên là không cần phải lấy thêm đam. Cái này thì sẽ tăng đam cho công trình rồi. Bỏ đi. Cái này được. 9 speed nữa này. Cái này 9 speed này. Sao toàn lấy speed vậy? Vào quay tiếp theo luôn. Và cần mua đồ đi. Quay 28. Còn 2 quay nữa thôi. Để chạm. Còn quay này mới quay nữa là chắc chạm tới mốc quay 30. Để xem như thế nào nào. Tiếng đàn tôi buông. Máu. Ô sao nhỉ? Ấn dừng này, mình có ấn dừng đâu, resume tiếp, mình có ấn dừng trận đấu đâu. Ô tự nhiên nó dừng nhá. Ủa lạ vậy, sao tự nhiên nó ấn như kiểu ấn escape ấy. Mình có ấn quái đâu, lạ quá à. Thôi cố chịu thêm một wave nữa đi, wave nữa, wave 29 sang wave 30 rồi kết thúc rồi. Hai quay nữa thôi. Quay 29-30 nữa thôi. Ui nó lag. Nó lag được cái nỗi là cái đồng hồ đếm giây trận đấu nó còn lag thật là. Ui trời ơi, gần 10.000 material. Bây giờ đánh thì toàn chí mạng hết rồi. Full chí mạng hết rồi. Ui nhìn nó lag lắm rồi đấy. Nhìn nó lag lắm rồi đấy. Có nên dừng trận đấu ngay không? Ui trời ơi. Mình nghĩ là vào đến đánh hai con boss với lại một con elite ở trong wave 30 thì mình vẫn thắng thôi, không thể thua được đâu. Muốn dừng ngay cho đỡ lag thôi, chứ cần vào đến đấy mình nghĩ là mình vẫn đánh được hai con đấy. Rồi đam to mà. Đam bây giờ mấy nghìn đi chứ. Ui nó lag thế.
ui đa may mắn này, đa may mắn toàn 1000 mấy này, bỏ sao giờ sức đánh mấy con đấy luôn, đảm bảo luôn. Ôi, bây giờ nó mới ra tăng cái tăng cấp vũ khí này. Ê, sao ra sớm đi, ra sớm đi thì có phải ngon không? Giờ mới ra V29 này. Mười chín giây nữa mới xong quay tiếp theo. Ui lâu thế. Hello. Xong quay 30 phát thắng luôn ấy mà. Nhưng mà vẫn phải chờ xong 30 giây để kết thúc quay. Chứ out ra luôn thì nó lại sợ bị lỗi. Ui, 4 giây, 3 giây, 2 giây, 1 giây. Ok. Quay 29 xong. Nào, sang sổ nốt quay 30 này anh em này. Sang sổ nốt quay 30 này. Ui trời, đang có cái xúc xích bây giờ 929. Gớm vãi, đam to thế. Máu đang ngắn. Nào, nốt quay 30 anh em nhá. Nốt 60 giây này. Ui trời, elite boss đâu. Ui. Không nhìn thấy elite boss đâu luôn ạ. À. Khỏe thế. Khỏe thực sự đấy. Không nhìn thấy elite boss đâu là ghê gớm lắm rồi. Uầy. Nốt quay này là mình sẽ kết thúc video anh em nhé. Chứ để mà ngồi thêm đến tận những quay tiếp theo thì mình nghĩ là nó cũng như thế này thôi. Mà mình sẽ tăng giáp thêm nhiều. À không tăng giáp thêm nhiều đâu, của mình có một cái tăng cấp vũ khí. Nhưng mà nó đúng rồi, con này không tăng giáp, mình quên mất. Nhưng mà cái tăng cấp vũ khí đấy thì nó sẽ tăng cấp vũ khí cho mình. Nhưng mà cái đống vũ khí này thì tăng đến bao giờ nhỉ? Không lâu ấy. Ủa, đồng thế. Lạc thế. Nó lạc thực sự luôn. Úi dồi ôi. Ui, anh em cái đông kìa. Ui bên kia đông thế. Ui bên kia đông chưa kìa. Ui bên phải kìa, bên phải kìa. Ui bên phải kìa. Ui cái đàn quân rắn ấy, cái thứ kìa. Nó đông. Nó đông kinh khủng ạ. Đỡ luôn. Ôi mấy con chó cái nhìn đặc biệt thế. Như kiểu cấp cuối sao ấy. Nhìn lạ thế. Xanh lè còn nâu nâu nữa. Mới thực sự. Mấy con bắn mắt kia nhìn cũng mới kìa. Mọc sừng luôn các kiểu kìa. Tím luôn. Nhìn lắm con mới thế. Rồi, ok, kết thúc V30 anh em ơi. Ui trời ơi, đây vũ khí bay về hết này. Rồi, tổng cộng là nếu như mà tính cả cái ao hồ trong trận đấu thì mình sở hữu những 98 vũ khí. Trong đó thì trừ 6 cái vũ khí 6 cái vũ khí nuclear launcher ra thì còn lại là vũ khí triệu hồi. Nói chung là trận này là full triệu hồi luôn đấy. Full triệu hồi luôn.
không 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 ấy không đấy anh em nhìn này, 49 vũ khí nhá, mà ở đây thì mình có 3 cái nuclear launcher, mà cái ao hồ kia nó x đôi số lượng vũ khí của mình lên trong trận đấu thì nó sẽ là 98, trừ đi 6 cái nuclear thì nó sẽ là 92 vũ khí triệu hồi. Ghê thật, chỉ số thì còn mỗi giáp là không tăng thôi, còn lại là sang lè slash hết. Ok, cảm ơn anh em đã ngồi hết 30 giây cùng với mình. Nếu thấy video hay hãy để lại cho mình một like và subscribe kênh, và đừng quên comment xuống và bình luận về những nội dung kế tiếp mà anh em xem nhé. Bye bye mọi người, see you again later.